Những vườn cây ăn quả này cho ta rất là nhiều hoa, nhiều quả, nhiều bóng mát các bạn nhé, và rất là có ích. Và là xung quanh vườn thì có những cái ngôi nhà rất là đẹp, và đây là cái khu mà ta trồng cây, trồng hoa cũng như chăm sóc cây. Và cách chăm sóc cây thì chúng ta sẽ thường xuyên cho chăm bón bỏ phân và làm các cái khu vệ sinh làm sạch sẽ, bắt sâu nhổ cỏ và làm sạch vườn các bạn nhé. Và đây là một vườn cây ăn quả tôi vừa mới dọn xong, và những cái khu này thì chúng ta